Hello mọi người nha, đây là bạn Pha này. Đấy, bạn Pha sau khi mình tầm lấm và bu lấm cho 2 ngày là bạn ấy bắt đầu mọc lông rồi này mọi người. Đang đi ngược nắng. Đây, bạn ấy đây. Đấy, bắt đầu mọc lông hết rồi này. Đấy, nghịch lắm. Bây giờ đang còn nắng, thả ra cho bạn ra đây chơi một ít cho đỡ cuồng chân nha. Đấy, bạn ấy đây này. Đang nắng cho nó tắm nắng luôn. Đấy, đang tắm nắng đây này. Pha ơi, Pha làm gì đây? Đấy, Pha bị mấy vết lấm ở đuôi thì mình đã cạo lông đi và để lại một ít chỏm cho trông nó đỡ hơi trống nhé, để lại một ít cho nó chứ cạo hết đi nhìn xấu lắm mọi người ạ. Đây, 2 cái vết to nhất ở đây này, bắt đầu mọc lông rồi này. Đấy, chỉ có tắm có 2 lần và bôi thuốc, ngày nào mình cũng bôi cũng xịt lấm và cũng vệ sinh cho bé thì bé vết lấm rất là nhanh khỏi nha. Này, phần tai cũng thế này, cũng đang mọc lông rồi nha. Mình vừa cho bé uống dưỡng lông xong, bé bắt đầu đang liếm. Trên đây không có cần câu nhỉ. Này, trời nắng cho lên đây thả ra cho đi tắm nắng. Pha ơi, Pha nghịch lắm mọi người ạ. Này, sáng nay mình vừa tắm xong bật mũi sạch bong. Đấy, liếm mồm liếm mép. Vừa cho uống dưỡng lông xong. Đây là đang ở trên tầng 4 nha mọi người. Đang ở trên tầng 4 này. Đấy, mấy hôm trước bạn Pha rất là bẩn. Bây giờ bạn ấy khỏe rồi, mình đã tắm cho bạn ấy được 2 lần rồi. Này, lông mượt lắm mọi người ạ. Này, bây giờ đây nào. Ôi kìa, hôm nào mình sẽ quay cái cảnh mình tắm cho bé và bôi thuốc cho bé nha mọi người. Đấy, khôn không, còn nắng ra chút nắng vừa ấm vừa đỡ bị lấm này, tắm nắng luôn. Đấy, ôi giời ơi, thích không, vừa uống dưỡng lông cái là liếm liếm hết đống này sang đống nọ, bên này sạch hơn bên kia, sàn 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 đá thì nó sạch. Bên kia thì có một ít chậu cây nên nó bẩn nên mình thả bé bên này cho sạch. Đấy, cứ tầm cách tầm 3 hoặc 4 hôm mình tắm cho bé một lần. Còn cái bôi lấm thì ngày nào mình cũng bôi và vệ sinh. Nếu bé các bé ở nhà các bạn bị thì các bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh cho bé nhá. Lấy chỉ cần không cần gì khó đâu mà chỉ cần lấy bông và nước muối bôi vào cái vết lấm để cho nó đỡ hết vết vẩy và mình xịt thuốc lấm lên thì thuốc lấm nó sẽ có hiệu quả hơn. Chứ các bạn xịt không vào thì vừa tốn thuốc và không hiệu quả. Đấy, cái đuôi này trông có chán không? Đây, cái vết này là bắt đầu đang mọc lông rồi này, đang đang hồng lại rồi này, không còn vẩy luôn. Đây, mấy cái vết trên lưng thì đang mọc lông lởm chởm rồi, rất là còn không không có một tí vẩy nào luôn. Ok.